Về phần thuyết trình thì là Thùy Vy, người hình họa là Phan Thị Như Quỳnh, người điều phối là Nguyễn Thị Thủy Tiên, người viết kịch bản về Cương là Nguyễn Thị Thủy Tiên, Trần Thị Thu Thủy, Ngô Nguyễn Ngọc Nhi, người viết chị ghi chú là Trần Thị Phương Thảo. Về câu hỏi điện thoại thì là Nguyễn Văn Thi. Giải đáp ý kiến thì có Trần Thị Thu Thủy, về máy móc kỹ thuật thì có Trần Thị Thu Thủy. Rồi, cảm ơn các bạn. Trước khi vô phần nội dung chính thì mình xin được phép kể lại một vụ kiện vào năm 1990 tại Mỹ, giữa một bên đó là công ty ADM, một công ty lớn chuyên sản xuất về các loại nông sản khác nhau. Ngoài ra thì còn có Siro Ngô và một bên là bộ tư pháp Mỹ. Sự việc này thì bắt nguồn từ việc ADM thu mua lại công ty CCP, cũng là một cái công ty sản xuất Siro Ngô, và điều này thì khiến cho các bộ tư pháp Mỹ phản đối vì cho rằng nếu làm như vậy thì sẽ tạo ra một nhà sản xuất Siro Ngô độc quyền, thống lĩnh thị trường và có thể đẩy giá cả lên cao. Và vì không đồng ý với cái ý kiến của bộ tư pháp Mỹ và muốn bảo vệ lợi ích của mình thì công ty ADM đã quyết định khởi kiện và tranh luận rằng thị trường mà họ đang tham gia ở đây không phải là thị trường sản xuất Siro, mà là thị trường rộng lớn hơn, đó là chất tạo ngọt, và Siro thì chỉ là một phần thuộc trong cái thị trường chất tạo ngọt này thôi. Vậy giữa một bên là bộ tư pháp Mỹ với quan điểm cho rằng Siro là một môi trường đặc thù, và một bên là công ty ADM cho rằng Siro chỉ là một phần của thị trường chất tạo ngọt, thì các bạn thì có suy nghĩ rằng là đồng ý với cái ý kiến của bộ tư pháp hay là với công ty ADM ạ? Có thể cho mình cái tay hiểu biết không ạ? Ai đồng ý với ý kiến của bộ tư pháp Mỹ ạ? Vậy ai đồng ý với ý kiến của công ty ADM ạ? Ai không có chỉ kiến thêm cái ý kiến nào? Có một số bạn không giơ tay thì mình không hiểu là các bạn không hiểu về giữa cái khẳng định giữa hai bên thì sao ạ? Có lẽ là khi mà chưa có đủ về kiến thức thì khó để mà có thể đưa ra được cái nhận định rằng là ai đúng và ai sai, bởi vì họ đều có những cái lập luận riêng của mình với những cái quan điểm và nhìn ở cái góc độ khác nhau. Bởi vì vậy thì trước tiên mình sẽ đưa về những cái kiến thức cơ bản mà hôm nay mình sẽ trình bày. Đầu tiên đó chính là về khái niệm chung nhất, đó là thị trường. Nhắc đến thị trường thì có lẽ là tất cả chúng ta đều là quen thuộc rồi, bởi vì chúng ta thường nghe rằng ở thị trường xăng dầu, thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản và rất là nhiều các loại thị trường khác. Nhưng nếu như để mà yêu cầu định nghĩa một cách chính xác nhất về thị trường thì liệu rằng ở đây các bạn có thể đủ tự tin để đứng lên và nhận xét để mà nói về cái định nghĩa về thị trường không ạ? Nếu như không ai có ý kiến thì mình xin được trình bày về cái phần hiểu biết của mình về thị trường. Đó là về thị trường thì có thể được hiểu một cách đơn giản, đó là một tập hợp giữa những người mua, và người mua ở đây thì có thể là người tiêu dùng hoặc là các doanh nghiệp, và một bên nữa là các người bán, và người bán ở đây thì cũng có thể là doanh nghiệp hoặc là người lao động bán sức lao động của mình, hoặc là người ông chủ và nguồn của các nguồn tài nguyên. Mà thông giữa họ của các mối quan hệ đó là thông qua sự tương tác thực tế và tiềm năng của nhau, và từ đó xác định lên giá của một loại hàng hóa hay là một nhóm các loại hàng hóa nhất định. Và một thị trường thì là gồm rất là nhiều ngành, mà mỗi ngành ở đây thì là tập hợp những cái hãng bán cùng một sản phẩm hoặc là các sản phẩm giống nhau. Và đó là những cái kiến thức cơ bản về thị trường. Và nếu như muốn hiểu rõ hơn nữa thì chúng ta cần phải đi đến tìm hiểu về định nghĩa thị trường. Định nghĩa thị trường ở đây tức là các bạn xác định người mua, người bán và cái chủng loại hàng hóa được bao gồm ở trong một cái thị trường cụ thể, thị trường nhất định. Và còn một cái điểm kiến thức cần lưu ý ở đây nữa, đó chính là về phạm vi thị trường. Phạm vi thị trường thì có thể được hiểu đó là ranh giới của một thị trường về cả mặt địa lý lẫn chủng loại hàng hóa được sản xuất ở trong cái thị trường đó, được sản xuất và bán ở trong cái thị trường đó.
mình có thể ví dụ như là về ranh giới về thị trường, về cái mặt chủng loại, ví dụ như đó là cùng một loại xăng nhưng với cái nồng độ octan cao hoặc là thấp, nhưng mà người ta vẫn xếp vào đó là một loại xăng để cho dùng cho xe chạy. Và một bên khác thì đó là diesel thì chỉ được dùng cho các loại động cơ chạy bằng diesel. Bởi vì vậy nó được xếp vào hai cái chủng loại hoàn toàn khác nhau vì cái mục đích sử dụng khác nhau. Tới đây thì chúng ta có thể quay lại về cái vấn đề cái ví dụ về thị trường chất tận mặt như là lúc ban đầu mà chúng ta đã từng mình mà đã đề cập tới. Đó là nếu như mà xét theo cái quan điểm của Bộ Tư pháp á, thì người mua ở đây tức là những cái nhà sản xuất hàng thực phẩm công nghiệp, người ta mua siro để mà có thể sản xuất về cái sản xuất các hàng thực phẩm, đồ ăn nước uống, và người bán ở đây là cái nhà sản xuất Sirono, và ở trong trường hợp này đó chính là công ty AVM. Và thông qua tương tác thực tế khi mà họ mua siro ngô để chế biến thực phẩm, và tiềm năng trong tương lai đó là họ sẽ có thể là mua nhiều hơn cái số lượng, cái khối lượng ban đầu. Nhưng mà Bộ Tư pháp ở đây là đã bỏ qua một cái vấn đề, đó là một cái ngành cung cấp chất tận ngọt và có thể thay siro ngô ở trong chế biến thực phẩm, đó là đường. Và khi mà mức giá của đường hoặc siro ngô có sự biến động thì họ có thể tùy vào mức giá đó mà có thể lựa chọn là sử dụng đường hay là sử dụng siro ngô để mà hợp lý nhất. Bởi chính vì vậy siro ngô không phải là một chất tạo ngọt duy nhất, do đó mà nó không thể nào là đại diện cho một cái thị trường đặc thù được. Bởi vậy với cái lý lẽ của Bộ Tư pháp ở đây thì Phương Thắng đã nghiêng về công ty AVM, bởi vì tòa án đã nhìn thấy ra được rằng là công ty AVM đang đưa cái siro ngô vào trong cái thị trường rộng lớn hơn, và ở đó dùng cho cái kết hợp giữa công ty AVM hay công ty ACV vào thì nó cũng không gây ảnh hưởng đến việc chi phối thị trường. Và để có thể nhận ra được cái điều này thì cái ý nghĩa của cái việc định nghĩa được thị trường rất là quan trọng. Ở đây thì mình có thể tổng hợp ra được ba cái ý nghĩa nổi bật nhất. Thứ nhất đó là giúp cho một công ty hiểu rõ về các đối tượng cạnh tranh và ở hiện thời và tiềm năng về các loại sản phẩm mà nó bán hoặc có thể bán ở trong tương lai. Giúp cho cái công ty này hiểu rõ được ranh giới sản phẩm và ranh giới địa lý, từ đó định giá nên được cái sản phẩm mà mình sẽ bán ra. Và cái thứ ba đó là đối với cái quyết định chính sách công, đó là chính phủ cho phép hay là phản đối việc sáp nhập hoặc là thu mua lại những cái công ty sản xuất cùng một chủng loại hàng hóa. Nó phụ thuộc vào cái tác động của nó đối với sự cạnh tranh giá cả trên thị trường, và thông thường điều này thì có thể được đánh giá chỉ bằng việc định giá trên thị trường. Và phần trình bày của nhóm đến đây là hết.